Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với phần 2 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 2 này là Hủy Lào Gia Khai Su Tiên. Hủy Lào Gia là về quê, Lào Gia là quê hương của mình á. Khai Su Tiên là mở nhà sách, khai là mở, Su Tiên là nhà sách. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc một lần, xem đã nắm bắt được nhiều không, sau đó mình sẽ giải thích chi tiết nha. Cao Quỳ Binh 今年34岁, 2018年 来到北京, 他在北京工作了10年, 做过很多工作。 去年他和妻子回到老家, 开了一个书店。 很多人告诉他, 在这里开书店, 不会赚钱。 他知道可能来书店买书的人不多，但是因为非常喜欢书，他希望可以卖他喜欢的书，所以他开了这个书店。 Thì với cái chủ đề là Quỷ Lào Gia Khai Su Tiên thì mọi người cũng hiểu được vấn đề rồi phải không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cho các anh chị nghe nhé. Cao Quỳ Binh, cao là họ cao, quý là chữ quý, cao quý, chữ quý này là quý báu, chữ quý đó. Còn chữ biến này là chữ binh, binh sĩ, như vậy tên riêng là cao quý binh. Chí nén san sử sư xuê, năm nay 34 tuổi. Er lĩnh di ba nén lại tàu bầy chiên. Năm 2018, lại tàu bầy chiên là đến Bắc Kinh. Tha chai bầy chiên, cung dô là sử nén. Anh ấy ở Bắc Kinh làm việc hết 10 năm. Mình có thể dịch là anh ấy làm việc ở Bắc Kinh hết 10 năm. Rồi. Chua cua, hình đó cung chua. Chua cua, bây giờ mình có cái từ cua này á, đặt liền sau động từ là chỉ cái sự việc gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Như vậy chua cua là từng làm. Hình đó cung chua là rất nhiều những công việc khác nhau. Rất nhiều những công việc. Chua cua, hình đó cung chua, đã từng làm rất nhiều việc. Cái từ cua này mình đọc nhẹ thôi, đọc khinh thanh. 去年他和妻子回到老家, 去年 là hồi năm rồi, 他和妻子, chú ấy và vợ, 回到 là về đến, 回到老家 là về đến quê nhà. 开了一个书店, 开 là mở, 开 là đã mở, 一个书店 là một cái nhà sách. 很多人告诉他, có rất nhiều người cho chú ấy biết, 告诉 là cho biết, hay là bảo với chú ấy, cũng được. Chạy ra lì khai su tiền, ở đây mở nhà sách, bố huê trăn sẻn sẽ không kiếm được tiền. Bố huê là sẽ không, hoặc là bố huê cũng có thể dịch là không thể. Từ huê có nghĩa là có thể, bố huê là không thể. Bố huê trăn sẻn, còn khi mình làm ăn kinh doanh gì đó, để mà mình kiếm tiền được thì dùng cái từ trăn, trăn sẻn. Tha trư đo, chú ấy biết rằng, khờ nẫn lại su tiên mài su tơ rỉnh vô tố. Chú ấy biết rằng khờ nẫn là chỉ sự dự đoán của mình, có thể là lại su tiên mài su là đến nhà sách để mua sách. Còn lại su tiên mài su tơ rỉnh thì câu của chữ tơ đó mình dịch đằng sau dịch lại. Có thể những người đến nhà sách để mua sách vô tố là không có đông hoặc là không có nhiều. Tan sư, yên quê tha phê chẳng xì khoan su. Tan sư là nhưng. Yên quê bởi vì tha phê sẵn sự hoan su, chú ấy cực kỳ thích sách hoặc là cực kỳ yêu thích sách. Tha si quang khở gì mai, tha si quang chú ấy hy vọng khở gì mai là có thể bán. Tha si hoan tờ su, những cái sách mà chú ấy thích. Sổ gì, tha khai lờ cho cơ su tiền, cho nên chú ấy đã mở cái nhà sách này. Mọi người nghe lại một lần nữa nha. Cao Quỳ Binh, chín nén, san sử sư xuê. 2018年来到北京，他在北京工作了10年，做过了很多工作。去年他和妻子回到老家，开了一个书店。很多人告诉他，在这里开书店不会赚钱。他知道可能来书店买书的人不多，但是因为他非常喜欢书，他希望可以卖他喜欢的书，所以他开了
这个书店。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 2. Chúc mọi người học thật vui. Và đừng quên đăng ký cũng như là like cho thầy để nhận được những cái thông tin mới nhất. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả nhé. Thân chào.